phong kín về phòng. Tôi và em đêm từng đêm dặn lòng xin chớ quên hai đứa ở hai nơi. Tôi lính chặn Hello, xin chào tất cả bác nhá. Ngày hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu các bác một bộ combo này các bác nhá. Bộ combo này thì các bác vừa nghe rồi, nghe hát và các bác có thể nhìn thấy toàn bộ cái combo gồm 3 thiết bị này các bác nhá. Combo gồm 3 thiết bị này giá rất là rẻ bác nhá. Hiện tại em đang bán với giá là rất hấp dẫn. Anh em có thể thấy là 9.700.000 đồng với combo này chúng ta sẽ sở hữu được một vang số, một cục đẩy, hai kênh và một bộ micro các bác nhá, một bộ micro, một cục đẩy hai kênh và một vang số cao cấp. Đấy thì ở đây em sử dụng mic UGX 12 ba la mã anh em nhá. UGX 12 ba la mã, một bộ mic cực kỳ tiếng, cực kỳ là bắt. Đấy và bộ mic này giá rất là phải chăng cho anh em, 1.900.000 đồng. 1.900.000 đồng với một bộ mic cực kỳ là ok này. Đấy. Thiết bị thứ hai đó là con vang số D5 anh em nhá. Vang số D5 này, con này là của Chipat sản xuất, sẽ được bảo hành chính hãng lên tới 3 năm anh em nhé. Bảo hành chính hãng lên tới 3 năm. Đấy, là một trong những cái sản phẩm rất là ok. Tiếng gì vợt hay, rất là sạch, chống hú tốt, anh em có thể thấy. Và theo con vang anh em sẽ cài cho anh em là 4 chế độ anh em nhé. 4 chế độ eco và revert và cả chế độ là anh em sử dụng effect rời và chế độ nghe nhạc nữa. Đó, 4 chế độ rất là ok luôn. Và tiếp theo là cục đẩy 2 kênh. Cục đẩy 2 kênh này em đang bán với giá 3.700.000. Con này sử dụng 16 sò NGV kép, tiếng ra cực sáng. Anh em có thể đánh được tốt một cặp bát 30 anh em nhé, hoặc hai cặp bát 25. Là một trong những cái cục đẩy mà có độ bền bỉ rất là cao. Và các bác có thể thấy là cái quạt gió con này kêu rất là êm anh em nhé. Các bác nếu mà các bác đeo tai nghe, các bác nghe tiếng vù vù thì đúng, đấy chính là cái tiếng đèn anh em nhé. Tiếng đèn mà đang chiếu sáng vào cái bộ này. Đấy, chứ còn đâu cái bản chất của con đẩy này sẽ không ra tiếng nào. Và anh em nếu muốn tìm hiểu về con đẩy này, anh em sẽ search trên YouTube là LA450 thắng cao audio, hoặc anh em search là MUX LA450 thắng cao thì các bác sẽ thấy là con này main cực kỳ đẹp. Và nó có một cái hai cái vỉ nâng tiếng, hai cái vỉ nâng tiếng hai bên xử lý tín hiệu cho tiếng ra cực kỳ là sắc nét. Đây là một trong những cái con đẩy mà bên em bán rất là chạy các bác nhá. Và giá của nó rất là bình dân, 3.700.000. Thì cả bộ 3 thiết bị này giá hiện tại sẽ là 9.700.000 đồng anh em nhá. Với gần 10 triệu thì không ở đâu có một bộ cấu hình karaoke rẻ tối ưu được như bộ cấu hình karaoke này anh em nhá. Đây là một trong những cái bộ karaoke mà phải nói cái chất âm của nó rất là mượt mà. Rất là mượt mà, anh em hát rất là mượt mà, chống hú tốt. Và bao là rất là hay cho anh em. Anh em có thể ghép được cho em những đôi bát 30 anh em nhé. Những đôi bát 30 thì anh em có thể chơi được. Đấy, chơi rất là thoải mái luôn. Thì với bộ combo này thì anh em không còn phải suy nghĩ gì nữa rồi. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com các bác nhé. Với đồng bộ karaoke này thì anh em có thể thấy là tất cả sẽ được bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy, tất cả sẽ được bảo hành cho anh em 1 năm và đổi mới trong vòng 1 tháng đầu tiên. Riêng con vang sẽ được bảo hành lên tới 3 năm các bác nhá. Lên tới 3 năm, con vang này bảo hành lên tới 3 năm cho anh em. Đó. Thì các bác nếu như có nhu cầu, các bác nhấc máy lên, các bác hãy gọi chi tiết vào hai số điện thoại bên dưới. Đấy, hoặc là bên trên này các bác có thể nhìn thấy hai số điện thoại bên em đúng không ạ? Hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Các bác xem video thấy hay, các bác nhớ đăng ký kênh, ấn chuông các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác cùng xem video. Bên em đang bán với cấu hình này chỉ với 9.700.000 đồng. Ok, chào tất cả các bác. Hẹn các bác những clip lần sau. Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ. Đừng nói làm chi, đừng nói làm chi em ơi. Em đi đường em, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đừng trách người ơi,
Về đây đi.